Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Không khí lạnh tràn về đã khiến gió trên khu vực Vịnh Bắc Bộ chuyển sang hướng Đông Bắc. Tại trạm đảo Bạch Long Vĩ đã quan trắc được gió Đông Bắc mạnh 10 m/s, tương đương gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật tới cấp 7, gây biển động mạnh. Tuy nhiên, ngay từ đêm nay, khối không khí lạnh sẽ suy yếu đi nhanh, gió trên các vùng biển cũng sẽ giảm cấp. Với khu vực phía Bắc của Biển Đông, trong đêm nay và ngày mai, gió chuyển dần sang hướng Đông Bắc đến Đông và cường độ thì giảm xuống còn mức cấp 4, cấp 5. Thậm chí ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa cũng như khu vực giữa của Biển Đông, gió chuyển sang hướng Đông Nam và cường độ giảm còn ở mức cấp 3 đến cấp 4. Sau đó, sang các ngày 25 và 26 tháng 3, khối không khí lạnh sẽ yếu đi nhanh, vùng áp thấp phía Tây phát triển trở lại và trên khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông cũng như khu vực huyện đảo Hoàng Sa, gió sẽ trở lại hướng Nam đến Đông Nam. Những cơn mưa dông cũng chấm dứt, tầm nhìn xa tăng lại ở mức trên 10 km. Đối với khu vực phía Nam của Biển Đông cũng như vùng biển huyện đảo Trường Sa, trong đêm nay và ngày mai, gió sẽ chuyển dần sang hướng Đông và cường độ cũng chỉ ở mức cấp 3 đến cấp 4. Cần lưu ý là những cơn mưa rào và dông đã sang và sẽ tiếp tục xuất hiện trong những ngày tới. Vì thế, tàu thuyền hoạt động ở khu vực biển này cần cẩn trọng vì mưa dông thường kèm theo tình trạng gió giật mạnh nguy hiểm. Đến với hải trình ra vào các đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ. Trong đêm nay, gió Đông Bắc có xu hướng giảm dần, xuống còn ở mức cấp 5, ngày mai giảm tiếp còn ở mức cấp 4, tình trạng biển động không còn nữa. Việc lưu thông hàng hải và đi lại trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra Bạch Long Vĩ sẽ bình thường trở lại. Vùng ảnh hưởng của đợt khí lạnh lần này không vượt qua khu vực Vịnh Bắc Bộ, vì thế trên vùng biển từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận, trong đó có tuyến hải trình Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, trong đêm nay ngày mai tiếp tục duy trì tình trạng thời tiết tốt, gió nhẹ, sóng thấp, không có mưa dông. Vì vậy, việc lưu thông hàng hải, khai thác ngư trường có thể diễn ra thuận lợi. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại!